Ngày hôm nay chúng ta có thể cùng nhau có thể nhìn qua được một vài những cái tên ở trong trận đấu ngày hôm nay. Ba Lan ngày hôm nay vẫn sẽ có sự góp mặt của Thanh Tuấn, vẫn sẽ có sự góp mặt của Linh Mực. Trong khi đó thì đội bóng Đông Đức Xanh Việt Nam cũng đã kịp thời chào đón sự quay trở lại của Hoàng Sĩ Linh, một cái tên vô cùng quan trọng của đội bóng Đông Đức Xanh. Tiếng còi khai cuộc của trận đấu bán kết 1 giữa Đông Đức Xanh Việt Nam và Ba Lan ở hiệp đấu đầu tiên đã được bắt đầu. Sẽ là quả đá biên dành cho đội bóng Ba Lan, đưa bóng vào rất nguy hiểm. Tỷ số bờ 1-0 dành cho Ba Lan và đó lại là Linh Mực. 1-0 dành cho Ba Lan. Dấu ấn đầu tiên ở trận đấu ngày hôm nay và thủ thành Tiến David đá bảy bị thủng lưới. 1-0 dành cho Ba Lan. Khi nào có là có Linh Mực cả. Ba Lan đang phải sống trong hơi thở của Linh Mực ở thời điểm hiện tại. 1-0 dành cho Ba Lan. Mọi thứ xuất phát từ tình huống đá biên của Lê Thanh Tuấn. Bóng được đưa vào, Linh Mực giật gót và sau đó bóng chạm chân của Tuấn Bút và từ từ đi vào lưới. Điểm cao trào đầu tiên của hiệp 1 và ở trong trận đấu ngày hôm nay được xuất hiện. 1-0 dành cho Ba Lan với pha đá bàn của Linh Mực. Sút bóng dân căng, cú đá dân căng, câu trả lời đến ngay sau đó của đội bóng Đông Đức Xanh Việt Nam. Rồi, Trường Béo không vào. Thời điểm này thì những khán giả vẫn đang theo dõi tại hai đường Linh đó là không vào, vừa rồi cú đá của Hoàng Sĩ Linh. Đưa bóng vào, cười không vào. Và bằng cắt rất nhanh đến từ vị trí của Lê Thanh Tuấn. Hải say. Hoàng Sĩ Linh đưa bóng vào, không được. Tay đâu, bồ đều. Bồ đều dành cho Đông Đức Xanh Việt Nam. Và người ghi bàn đó là Xuân Thu. Những thời điểm cuối cùng và Ba Lan đã không thể đứng vững. Một thứ xuất phát từ đường truyền khôn ngoan của Hải Say. Hoàng Sĩ Linh đặt chân và đá về vị trí cột hai. Thủ thành Tuấn De Gea đã có thể cản phá trong tình huống bóng 1. Nhưng rồi tình huống bóng 2 thì mọi thứ đã nằm ngoài tầm kiểm soát của Ba Lan. Tỷ số được gỡ hòa 1-1 dành cho đội bóng Đông Đức Xanh Việt Nam. Sĩ Linh đã có một cú đá cực kỳ cơ bản. Còn Xuân Thu thì đã rất nhanh và cực kỳ nhạy cảm gỡ hòa 1-1 ở trong trận này. Minh Tây không được, vẫn còn Sĩ Linh không vào. Người đá cũng rất hay và người bắt cũng rất tài. Linh Mực, Hoàng Sĩ Linh chân trái không vào. Minh Tây là người đang đứng trước bóng. Sĩ Linh rất bài bản. Trường Béo sút bóng không vào. Linh Mực không vào. Đồng đội đã di chuyển nhưng Linh Mực vẫn chưa thể đưa bóng vào đây đâu. Không vào. Đưa bóng vào, đánh đâu, vào, lại là Linh Vực. Linh Vực ơi, anh ấy sinh ra ở hành tinh nào vậy? Và có lẽ là một câu trả lời xứng đáng nhất cho mùa giải năm nay dành cho Linh Vực với cú đúp được tạo ra ở trong trận đấu này và đánh đầu đẳng cấp quốc gia của Linh Vực. Hãy cùng nhau xem lại, khoảng cách là cực kỳ xa nhưng Linh Vực vẫn đưa ra một tình huống đánh đầu và lái quả bóng vào một vị trí quá khó. Tỷ số là 2-1 dành cho đội bóng Ba Lan với pha làm bàn của Nguyễn Đức Linh. Cú đánh đầu cực kỳ đẹp mắt, có thể sẽ được lựa chọn là cú đánh đầu đẹp mắt ở trong mùa giải năm nay, đẹp nhất ở trong mùa giải này của Linh Mực. Cực kỳ kinh khủng với cú đánh đầu vừa rồi, không tin nổi. Đánh đầu không được. Anh Toàn không vào. Thêm một lần nữa vẫn không vào. Tuấn Múc. Vẫn là Tuấn Múc. Sút bóng rất căng. Dứt điểm. Cú đá tương đối căng. Và lắc và đá chưa thành công của Linh Mực. Nhưng sẽ là một cơ hội nữa. Lê Thanh Tuấn. Thanh Tuấn không vào. Tua chậm lại 5-10 giây gì đó để có thể sẽ cùng nhau đến với trận đấu ngày hôm nay một cách tốt hơn nữa. Có lẽ là sẽ phải có một series cứu thua của Tuấn Điền Gà trong mùa này. Đánh đâu không vào. Xứng danh là một tôn ngộ không ở trong khung gỗ của Ba Lan, đến từ vị trí của Phạm Ngọc Tuấn. Linh Mực không vào. Sẽ tiếp tục là một cơ hội nữa dành cho đội bóng FC Ba Lan. Phút thi đấu chính thức cuối cùng. Dứt điểm không vào. Linh Mực, Ba Lan phản công. Linh Mực 1-1. Chân trái, cơ hội, sút bóng không vào.
Như vậy là trọng tài xác định sẽ là penalty. Penalty dành cho đội bóng Ba Lan. Chấm hết rồi. Chấm hết dành cho đội bóng Lưu Lĩnh Xanh Việt Nam rồi. Cú đá đầu tiên của Lê Thanh Tuấn không thành công. Và Nguyễn Quang Khải ở trong một tình huống xử lý trái bóng vụng về của mình. Linh Mực sẽ là người đảm nhiệm cú đá này. Cú đá của Linh Mực không vào. Bóng chạm vào cột dọc. Nhưng một sự tiên tri thì Linh Mực ở trong cú đá này đã đá không thành công. Và rõ ràng là Linh Mực đá đúng cột dọc. Sẽ là đá biên dành cho Nấm Lưu Xanh Việt Nam. Treo vào. Tay đều. Tay đều. Tay đều dành cho Nấm Lưu Xanh Việt Nam. Quá điên rồ với trận đấu này. Thật sự là không thể tin nổi được. Chúng ta đang cùng nhau đến với trận đấu mà thực sự là quá khó tin. Phút bù giờ thứ 6 ở trong hiệp 2, Nguyễn Quang Khải, cầu thủ được tung vào sân bên phía đội bóng đỏ, đánh đầu gỡ hòa dành cho Nấm Lưu Xanh Việt Nam. Điên rồ. Và quá kinh khủng, cực kỳ kinh khủng với trận đấu này. Thật sự là không thể tin nổi. Hai đều dành cho Nấm Lưu Xanh Việt Nam với bàn thắng có thể được nói là quý giá bằng vàng 10 của Nguyễn Quang Khải. Tình huống đá vào đền, bóng chạm vào cột dọc của Linh Mực, nó sẽ để lại một hậu quả vô cùng khó lường với trận đấu này. Và bây giờ thì thời gian ở trong hai hiệp chính được khép lại. Chúng ta sẽ tạm thời nghỉ ngơi trong vòng giây lát trước khi sẽ đến với loạt đá vào đền hùng mạnh của Ba Lan đối đầu với thủ thành của Nấm Lưu Xanh Việt Nam. Cú đá của Hùng Mạnh không vào. Tiến David là người đá xuất sắc hơn. Hùng Mạnh đã không thể chiến thắng được Đình Mạnh ở trong cú đá đầu tiên. Như những gì mà chúng ta đã nói rồi, những người đá đầu sẽ phải là những người đá vô cùng lì lợm và xu xì. Và có vẻ như là quả đó sẽ được đá lại. Tiến David đã nhảy lên và phạm quy. Sẽ được đá lại với cú đá của Hùng Mạnh. Và cú đá của Hùng Mạnh sẽ được thực hiện lại. Cú đá đầu tiên của Ba Lan được thực hiện lại dành cho Hùng Mạnh. Cú đá của Hùng Mạnh, lần này cú đá chính xác của Hùng Mạnh. Vẫn là một góc sút đó của Hùng Mạnh đã thành công trong cú đá ở lần thứ hai. 1-0 dành cho Ba Lan. Cú đá rất tốt của Hùng Mạnh. Và Minh Tây là người đá quả đầu. Quả mở bát dành cho đội bóng Nấm Lưu Xanh Việt Nam. Minh Tây sẽ đá quả đầu. Và Minh Tây sẽ đối đầu với tôn ngộ không của Ba Lan, đó là Tuấn Đờ Gia. Cú đá của Minh Tây rất nhẹ nhàng và đẳng cấp. Đó là sự đẳng cấp của Minh Tây. Không cần phải băm bổ làm gì cả. Một nhịp nhẹ nhàng đánh lừa được Tuấn Đờ Gia. Một đều dành cho Nấm Lưu Xanh Việt Nam. Sau hai lượt đá đầu tiên của cả hai đội. Linh Mực. Linh Mực hãy nên nhớ rằng đã không thành công ở trong cú đá trong thời gian thi đấu chính thức rồi. Và Linh Mực sẽ đá ở quả này. Quả thứ hai dành cho Ba Lan. Cú đá của Linh Mực cực kỳ dễ dàng và đẳng cấp. Một cú đá nhẹ nhàng của Linh Mực. Cú đá vào một cái vị trí mà rất khó dành cho từng thủ môn để có thể cản phá được. 2-1 dành cho Ba Lan. Và Hoàng Sĩ Linh, đối trọng của Linh Mực ở đội bóng đối phương. Đội trưởng của Nấm Lưu Xanh Việt Nam sẽ đá quả thứ hai dành cho đội bóng áo đỏ. Một lượt đá then chốt. Cú đá của Sĩ Linh không vào. Tôn ngộ không của Ba Lan, đó là tôn ngộ không của Ba Lan, Tuấn Đờ Gia. Ngày hôm nay thì Ba Lan đã tìm ra được một tôn ngộ không thực sự. Phép thần thánh thứ 72 mà Tuấn Đờ Gia dành cho Ba Lan. Một thời điểm khá căng thẳng nhưng mà trọng tài đã phải xem lại cú đá vừa rồi. Và cú đá vừa rồi của đội bóng Nấm Lưu Xanh Việt Nam thì thủ thành Tuấn Đề Gia cũng đã cản phá được. Tỷ số vẫn là 2-1. Và cú đá thứ ba sẽ là Văn Thiện. Dứt điểm. Cú đá rất căng của Văn Thiện. Dù cho Nấm Lưu Xanh Việt Nam đã thay đổi người bắt ngôn nhưng Minh Tây cũng đã không thể cản lại được cú đá tung nóc lưới của Văn Thiện. Trường Béo sẽ là người đá quả thứ ba dành cho đội bóng Nấm Lưu Xanh Việt Nam. Sút bóng rất căng, không thể cản phá được cú đá này của Trường Béo. Nếu như quả nào mà cũng như là quả này của Trường Béo thì có lẽ là Nấm Lưu Xanh Việt Nam đã không thể đá trượt rồi.
Cú đá quá tốt của Trường Béo. Văn Khánh đối đầu với Minh Tây, không vào. Văn Khánh đã không thể chiến thắng được Minh Tây. Sự thay đổi người phong thủy của đất nước xanh Việt Nam ở vị trí thủ môn và cú đá và tính chất then chốt của Ba Làng đã không thể đánh bại được Minh Tây. Bây giờ sẽ là thời điểm để cho anh Toàn. Anh Toàn có thể sẽ gỡ hòa được dành cho đội bóng Nấm Linh Xanh Việt Nam ở trong loạt luân lưu với cú đá thứ tư dành cho đội bóng áo đỏ. Cú đá của Lê Anh Toàn quá chính xác, cú đá vào chính giữa khung thành. 3 đều sau 4 lượt sút dành cho cả hai bên. Quá căng thẳng ở đằng khác. Đội bóng nào tiến vào chung kết đều sẽ xứng đáng cả. Thanh Tuấn, Lê Thanh Tuấn sẽ là người đá quả thứ 5 trong năm quả đá đầu tiên dành cho Ba Làng. Thanh Tuấn sẽ là người chốt hạ. Cú đá của Lê Thanh Tuấn, cú đá rất chính xác của Lê Thanh Tuấn. Và bây giờ áp lực sẽ trao lại dành cho cầu thủ đá cuối cùng bên phía đội bóng Nấm Linh Xanh Việt Nam. Hoàng Long sẽ là người đá quả thứ 5 dành cho đội bóng Nấm Linh Xanh. Hoàng Long sẽ đối đầu với Tuấn Đức Gia. Hoàng Long kinh khủng, cú đá tông đong lưới. 4 đều. Cú đá penalty rất cơ bản và cực kỳ chính xác của Hoàng Long, không thể cản phá được. Quả đá thứ 6 và Đình Chiêu, trung vệ của đội bóng Ba Làng. Trung vệ của đội bóng Ba Làng sẽ là người thực hiện. Đình Chiêu rất tốt, bóng thậm chí đi còn xuyên lưới luôn. Cú đá tốt của Đình Chiêu. Minh Tây đoán được hướng bóng nhưng không thể cản lại. Người hùng của Nấm Linh Xanh Việt Nam, trung vệ Quang Khải sẽ là người đá quả thứ 6 dành cho đội bóng áo đỏ. Người đã giúp cho đội bóng Nấm Linh Xanh Việt Nam đi từ những bất ngờ này đến những bất ngờ khác. Cú đá của Quang Khải quá tuyệt vời. Pha bẻ cổ chân đi vào một điểm mù trong khung thành. Không có cơ hội dành cho Tuấn Đức Gia. Quang Khải đá quả quá tốt. Chiến thắng được tinh thần và chiến thắng được sự điềm tĩnh. Phạm Ngọc Tuấn sẽ là người thực hiện. Quả đá thứ 7 dành cho Ba Làng. Người cuối cùng trong cầu thủ của Ba Làng rồi. Sút bóng. Một cú đá rất tốt của Ngọc Tuấn. Hãy cùng nhau xem lại cú đá vừa rồi. Và sẽ là Tiến David đối đầu với Ngọc Tuấn ở cú đá thứ 7 dành cho Nấm Linh Xanh. Không vào! Tiến David đã thực hiện không thành công. Bóng chạm vào cột dọc. Và sau đó thì đi ra ngoài. Định mệnh quá thực sự là định mệnh. Trận đấu ngày hôm nay chúng ta sẽ cần phải nói về cụm từ định mệnh. Hãy cùng nhau xem lại cú đá này. Bóng chạm vào sáng ngang và sau đó đi ra ngoài. Linh Mực sẽ là người kết liễu. Linh Mực, cú đá rất tốt của Linh Mực. Cú đá rất tốt của Linh Mực tiếp tục giúp cho Ba Làng vươn lên và có được lợi thế. Minh Tây sẽ là người đá quả tiếp. Cú đá của Minh Tây không thể cản phá được. Người đá tiếp theo sẽ là vị trí của Hùng Mạnh. Cú đá của Hùng Mạnh không thể cản phá lại được. Cú đá chính xác của Hùng Mạnh. Trường Béo sẽ là người thực hiện. Trường Béo đã thực hiện thành công một quả rồi. Cú đá của Trường Béo rất căng và không có hội dành cho Tuấn Đức Gia. Cú đá quá tốt của Trường Béo. Lê Thanh Tuấn sẽ là người thực hiện. Cú đá cuối cùng để có thể giúp cho Ba Làng vào vòng trong. Cú đá của Lê Thanh Tuấn chính xác,
Sĩ Linh sẽ là người đá quả tiếp theo dành cho những cầu thủ của đội bóng Nấm Lim Xanh. Sút bóng, Sagan, bóng đã chạm vào Sagan và Ba Lan là đội bóng sẽ có mặt ở trong trận đấu chung kết. Đội bóng đầu tiên có thể đưa tên mình ở Serie A ở trong mùa này. Ba Lan đã chính thức vọt vào trận đấu chung kết ở trong mùa này với cú đá penalty vừa rồi. Bóng chạm vào sàng ngang của Hoàng Sĩ Linh. Niềm vui khôn tả của người dân Ba Lan. Một trận đấu căng thẳng đến ở những thời điểm cuối cùng. Ba Lan đã chiến thắng ở trên loạt đá luân lưu. Cú đá vừa rồi của Hoàng Sĩ Linh bóng chạm vào sàng ngang và sau đó đi ra ngoài, giúp cho đội bóng Ba Lan góp mặt ở trong trận đấu chung kết vào mùa giải năm nay. Người dân Ba Lan sẽ vui mừng. Và đến đây thì có lẽ là buổi tường thuật trực tiếp trận đấu giữa đội bóng Ba Lan và Nấm Lim Xanh Việt Nam